Khi bắt đầu vào lớp thì ấn F11 cho nó phóng to lên. Biết chưa? Vào đi. Còn 15 giây nữa, 14, 13, 12, 11, 10. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you today? I'm fine, thanks. Good, okay. So have you completed your homework? Yes. Okay, so I'm going to check, okay? Yes. Can you tell me what you learned in the pivot lesson, what vocabulary that I taught you before? New word? Any new word in the pivot lesson? Yes. Mm-hmm. Can you tell me? Yes, I can. So, which one? Like, okay. Rồi, bạn nói cho mình những cái từ mà mình có thể dạy bạn nhỉ? Những từ mới nhỉ? Cái ví là gì nhỉ? Wallet. Wallet, yeah, good. Rồi, bộ đồ bơi. Swimsuit. Swimsuit. Okay. Suit, not sheet. Sheet, okay. Kính râm. Kính râm. Sunglasses. Sunglasses, very good. Túi xách cầm tay. Handbag. Handbag. Bag. Bag. Okay. Áo khoác. Jacket. Jacket, very good. Găng tay. Gloves. Gloves, very good. Vòng tay. Bracelet. Bracelet, very good. Okay, so wait. One more thing. In the previous lesson, we learned how to ask about the price of the thing. For example, how much is it? How much you have? So now, can you give me an example? Rồi, bây giờ bạn cho mình một ví dụ về giá tiền. Bạn muốn hỏi giá tiền của một bộ đồ vơi và bạn trả lời, bạn có thể chọn bất kỳ một giá tiền nào và trả lời cho mình. Bạn có thích cho mình học là gì nhỉ? How much is a wallet? Is okay, what? Is $6. $6. Dollars. Yeah. And how about gloves? How much are those gloves? Is $10. Có phải là is không nhỉ? À, those are $10. Yeah, exactly. Those, không phải those mà là those. Those. Cái từ âm thờ nhá, cái âm thờ của mình là mình khi mình nói cái lưỡi của mình nghĩa là nó hơi thè ra một chút ấy. Those. Those. Those are $10. Okay. Very good. Okay, so we're gonna move to the lesson today. So today we continue learning about the topic shopping. At first, I will play a video, audio, I think, and then you're gonna follow it. Like, for example, in the video, in the audio, they're gonna talk about how much is that, like, for example, handbag. So, it is $59.50.
So it's also like the same as other items. Nghĩa là trong cái bài này thì ở đây họ có lấy cho mình cái ví dụ là giá tiền của cái handbag là bao nhiêu và họ nói cái giá tiền ra. Tương tự như vậy khi mình nghe trong cái đoạn băng ấy, họ nói thì họ sẽ nói là à họ sẽ hỏi đặt câu hỏi là cái vật này là bao nhiêu tiền và họ trả lời về số tiền ra. Thì nhiệm vụ của mình là bạn lấy cho mình một tờ giấy nhá. Bạn sẽ khi mà họ cái video đến đâu ấy, mình sẽ nốt lại cái giá tiền. Sau đó mình sẽ nhắc lại cho mình. Ok? Vâng. Ok. Are you ready? Yes. Track B5. Page 61. Activity 4. Listen and stick. A. How much are those gloves? They're $15. B. What do you hear? It's $50. $15. $15, yeah. So how much are those? What they are asking about, like, họ đã hỏi về cái đồ vật gì nhỉ? Đôi găng tay ạ. Yeah. So, okay, so can you repeat the questions? How much? Đầu tiên nhá, bây giờ bạn đọc lại cho mình câu hỏi và câu trả lời nhá. Tương tự như họ nói như nào thì mình đọc lại câu hỏi và sau đó mình trả lời. Ok. Rồi, bắt đầu từ cái găng tay nào. Đôi găng tay nào. Họ đã hỏi gì nào? How much are those gloves? Is 50... those are $15. Very good. Next one. B. How much are those sunglasses? They're $116. C. No. How much are those sunglasses? Those are $150. Are you sure? Yes. Okay, so one more time. Okay, so you noted it down. And then we're gonna check later, okay? Oh, 115. We will check later. The next one. Khi mà họ hỏi về sunglasses này, những cái có đôi này, găng tay thì mình dùng how much are those, đúng không? Thì câu trả lời thì có thể sẽ là they are hoặc là those thì được nhá. Chúng là bao nhiêu tiền hoặc là those những cái đó. Okay. Next one. C. How much is that swimsuit? $29. Mm-hmm. How much are those swimsuit? Okay, so we check it later, okay? Next D. One. D. How much is that dress? $1,000. It's $1,000. Mm-hmm. Hello? How much? Okay. Basically, I think the new word is how much is that dress? Cái váy này bao nhiêu tiền? Cái váy kia bao nhiêu tiền? Bạn nghe được giá tiền đúng không nhỉ? Có ạ. How much? $1,000. Có phải đồng không? Đơn vị tiền của họ là gì nhỉ? Đô la. Dollars, okay. We check it again later, okay? One more time. E. How much is that umbrella? How much is that umbrella? It's $20. Mm-hmm. How much is that umbrella? Mm-hmm. It's $20. Very good. Okay, this one's great. F. How much is that jacket? How much is that jacket?
$360. It's $360. Okay. How much is a jacket? Is 15,000 and okay, so later. G. G. How much is that handbag? $59. It's $59.50. Eight. Okay. How much? How much is that handbag? Uh-huh. It's $59,000. Okay. Yeah. When you listen, khi bạn tập một cái thói quen á, khi bạn nghe thì não mình cũng phải nghe và tai mình sẽ biết. Đây là một cái kỹ năng gọi là kỹ năng thích nốt. Thì sau này dù mình có học lên một cái level cao hơn ấy, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều. Như là mình, bởi vì mình không thể nhớ được, nó chỉ nói một lần thôi. Và trong đầu mình sẽ ghi luôn, tay mình ghi luôn ra. Đây là một kỹ năng mình học luôn nhá. What is that wallet? How much is that wallet? It's $30. It's $30. So. How much is a jacket? It's $30,000. Thank you. Okay, so that is wallet, it's not jacket. Wallet and jacket is different, and the price is $30. Okay, so we're gonna check it one more time. The name is Yonya. B5. Cái cấu trúc how much is that, how much are those, mình học, mình nhớ mà mình biết cách dùng đúng không? Thì khi bạn nghe một cái tip cho bạn nhé, một cái gọi là cái mẹo khi mình nghe, đó là mình chỉ nghe cái từ cuối cùng thôi. How much is that, how much are those, thì mình đã biết cái từ là câu hỏi đúng không? Bây giờ mình muốn mình không bị phân tâm ấy, thì mình chỉ tập trung vào cái từ cuối cùng của câu là cái item gì. Sau đó thì họ sẽ trả lời về giá tiền, lúc đó mình sẽ không bị là nghe quá nhiều từ cùng một lúc. Chỉ bắt keywords thôi. Bạn hiểu ý mình không? Vâng. Okay. One more time. Page 61. How much is that? 54. Listen and stick. A. How much are those gloves? They're $15. Okay. How much are those gloves? How much? How much are those gloves? Is 50,000 đồng. Không, ở đây họ dùng tất cả đơn vị là dollars nhá, không có đồng ở đây nhá. $15, $15. Okay. Next one. B. How much are those sunglasses? They're $116. No. Ai từng tiếp theo là họ hỏi về cái gì nhỉ? Sunglasses. How much? $150. So it is $116. Là $116. 16 nhá. Yeah. Chứ không phải là 15 nhá. Khác nhau. $116. Next one. C. How much is that swimsuit? It's $29. Okay. What is the next item? Oh, the Izina. Swimsuit. How much? $29. Yeah, $29. Okay, next one. D. How much is that dress? It's $1,000.
Okay, how much? Come on, Vicky. Crazy down. Scarf. La dress nha. Dress là cái váy. Cái váy liền ấy. Cái váy liền. Và giá là bao nhiêu nhỉ? $1,000. Là 1,000. 1,000 đô. Mình có, bạn để ý trong chat box nhé, mình có ghi lại cái câu đáp án đó, để sau này mình về mình xem lại. Cuối rồi có thể copy lại xong rồi hoặc là chép lại như nào đó nhé. Ok, next one. How much is that umbrella? It's $20. Ok. F. Thế tiếp theo là gì nhỉ? How much is that umbrella? Uh-huh. Bao nhiêu tiền nhỉ? It's twenty dollars. Very good. How much is that jacket? $360. Okay. Okay, tell me how much is it? Jacket. Jacket, very good. How much? $116. Okay, là $360. $360 nhá. $360. Okay, next one. G. How much is that handbag? $59.50. No, tiếp theo là gì nhỉ? Hãy bật tiếp theo hỏi là gì nhỉ? Handbag. Handbag? How much? $59. Dollars. And 50 cents. 59 đô 50 cent. Không chút là $59.50. Okay, next one. H. How much is that wallet? How much is that $30. $30. No, tức là gì nhỉ? Thế họ hỏi về cái gì nhỉ? Em chỉ nghe được mỗi giá tiền thôi cô ạ. Cái này là wallet. Wallet. And is $30. How much is that wallet? Is $30. Cái giá tiền này thì mình nghe chưa quen, là lại số mình chưa nhanh ấy, nên là mình nghe chưa rõ. Cái này thì phải tập nghe nhiều hơn. Okay, so next part, can you look at the slide, and we have a small conversation. Mình có một đoạn hội thoại nhỏ, và ở đây sẽ là khi mình hỏi giá tiền, how much is that, gì đó, hỏi giá tiền. Và câu tiếp theo, người mà hỏi là bao nhiêu tiền ấy, họ sẽ hỏi một câu nữa là may I buy please, nó nghĩa là tôi có thể mua nó được không? Làm ơn tôi có thể mua nó được không? Kiểu là làm ơn là tôi mua về cái này. Thì đây là một câu tiếp theo trong một đoạn hội thoại khi mình muốn mua hàng. Bạn hiểu không? Vâng. Ok. Rồi, bây giờ mình đọc một lần xong đó bạn đọc lại theo mình nhé. How much is that pen? How much is that pen? Is $3.50. Is $3.50. Good. May I buy it, please? May I buy it, please? Rồi, tương tự như vậy. Với mình có thêm một số từ đây này. Mình có một số từ mới này. Candy. Candy là gì nhỉ? Kẹo. Guitar. Guitar. Không phải guitar nhá. Guitar. Guitar. Là cái đàn guitar đúng không? Drum set. Drum set. Drum set.
drum set. Là cái bộ trống đó. Ok. Rồi, bây giờ bạn tương tự áp dụng cấu trúc này, cái đoạn hội thoại này, bạn lấy ví dụ với từ drum set cho mình nào. How much is that drum set? Is $3.50. May I buy it, please? Very good. Tốt lắm. Như vậy thì đối với guitar nào? À, với candy đi. Candy và thay đổi giá tiền cho mình. How much is that candy? Is $1.30. May I buy it, please? Có ai nói là how much is that candy không? Candy ở đây mình thường là sẽ có một rất nhiều kẹo đúng không? Thì phải là gì nhỉ? Số nhiều ấy thì mình sẽ dùng cấu trúc gì nhỉ? How much are those? Ừ, đúng rồi. How much are those candies? Đúng không? Candy là số nhiều. How much are those candies? Is? Ok, rồi đoạn này hiểu chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok, very good. Rồi, tương tự như vậy với sandals nào. Ở đây mình có một số những từ mới này. T-shirt, bạn đọc cho mình là T-shirt. T-shirt. Sandals. 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 A âm A nhé. Sandals. Sandals. Rồi. Đôi sandal và áo phông. Tương tự như vậy, bạn lấy ví dụ sử dụng cái cấu trúc này và lấy ví dụ với từ T-shirt cho mình nào. How much is that T-shirt? Is $3.50. May I buy it, please? No, okay. Với sandals nào. How much are those sandals? Is $3.50. May I buy it, please? No. How much are those sandals? Are those sandals? Nhớ, cái từ those mình phải có âm s, từ gì nhá, mình viết là THOSE đúng không, thì có âm s ở gần cuối này, nó là âm là ending sound. Khi mình đọc ấy, ngoài từ those, từ th mình phải đọc uốn lưỡi ra, thì từ s mình phải đọc rõ ra như là those chứ không phải là dâu mà those. Ok, do you get it, do you understand? Yes. Good. Okay. So the next part, we have the price of each item here. And then, now we listen to the audio and choose the right price of each item. Như là ở đây, trong cái đoạn trong cái ô này thì họ có cái giá tiền của từng cái item một, và nhưng giá tiền này không đúng, và mình sẽ nghe cái đoạn văn đoạn băng tiếp theo để tìm ra cái giá tiền đúng của mỗi đồ vật. Ok. Track 32, page 49, activity 5. The prices in activity 4 are wrong. Listen and circle the correct price. 1. Okay, bắt đầu từ đây, bây giờ nhá. Nghe kỹ nè. 1. How much is that wallet? It's $29. How? Đáp án là gì nhỉ? $29. Cho cái item nào nhỉ? Họ đang hỏi về cái gì nhỉ? How much? Okay, so how much is that wallet? Then it's $29. Next one. Two.
How much is that bracelet? $12.50 No. $4.50 Phải là four không? $0.50 It's $12.50 How much is that handbag? Nó là it's $12.50 $12.50 12.50 Yeah, next one. It's $19. How much is that handbag? $4. It's $19. How much is that jacket? It's $204. Mẹ nghe rõ nè. Không ạ, nó cứ vọng cái gì cô. Câu tiếp theo nhá, họ sẽ hỏi về cái handbag này, bạn nhìn này. Handbag ở đây là có ba giá là $9, $19, $19 or $90. Nghe xem đáp án là gì nhá. Track 32. Slit. It's $12.50. 3. How much is that handbag? It's $19. Có nghe được không nhỉ? Có. Là? It's $19. Very good. Okay. Rồi, tiếp theo mình có cái này là gì nhỉ? Number 4, what is this? Jacket. Jacket. Rồi, mình sẽ xem là giá tiền của nó bao nhiêu nhá. Vâng. Mình có 212 này, 200, 121. Okay. Tiếp theo là có đôi giày, đúng không? Vâng. Và xem đồ gì đấy, cái này mình sẽ nghe xem nó là đôi giày hay là đôi sandal nhá. Vâng. Rồi, tiếp theo là 6 là what is this? This is umbrella. This is the umbrella, yeah. So we're going to check the price of each item. Okay, now we listen. Track 32, page 49. 4. How much is that jacket? It's $212. Please? $212 Là $200 là gì nhỉ? $200 là 200. And twelve là bao nhiêu nhỉ? 20 ạ. Twelve cơ mà. À là 12. Đúng rồi. Thế là cái giá là bao nhiêu nhỉ? $112 212 chứ 200 and travel. À 212. Đúng rồi. Ok. Tiếp. Five. How much are those sneakers? They're $42. Rồi. Sneakers. Wow. Hỏi là how much are those sneakers? Là bao nhiêu nhỉ? 6. How much is that umbrella? Six. They're $42. Bao nhiêu nhỉ? They are $42. Very good. Okay. Next. Six. How much is that umbrella? It's $25.50. Bao nhiêu nhỉ? It's $25.50 Very good. 50 cents. Có S ở cuối nhá. 50 cents. Okay, very good. Rồi. Thì bây giờ ở đây sẽ có một đoạn gọi là điền từ vào chỗ trống. Thì bài này sẽ là bài tập về nhà nhá. Bạn về nhà, bạn điền vào cái đoạn hội thoại này và đọc cho mình, cũng như là làm cả bài tập về nhà trong phần bên trung tâm đã gửi cho mình. Sau mình sẽ kiểm tra nhé. Ok, rồi. Tổng kết thì hôm nay mình đã học được cái gì nhỉ?
Hôm nay bạn nói cho mình, hôm nay mình học cái gì nhỉ? Học cái cấu trúc gì nhỉ? How much? How much? Rồi, và how much? Không phải trả lời giá tiền, sau đó thì sẽ hỏi gì? Có một câu gì nữa là sao nhỉ? Hỏi là tôi có thể mua nó được không ạ? Tức là gì nhỉ? Tiếng Anh là gì nhỉ? May I buy it, please? Please, yeah, good. Rồi, thì ở cái bài 5 này sẽ là cái bài mà bao gồm tổng thể những cái cấu trúc này mình đã học. Thì về nhà, bạn làm cho mình bài 5 này này, cùng một kèm bài tập về nhà mà trung tâm đã gửi, và thực hành lại những phần này nhá. Ok. Rồi, hôm nay mình nghỉ ở đây nhá. Ok, thank you, bye bye. Bye bye. Hậu quả của việc xem bài về nhà kỹ quá, xem bài mới kỹ quá, xem một tí là dễ ợt. Thủy chị thu xem, bảo mẹ bảo xem bài trước, xem trước bài. Nếu mà con xem trước bài thì con sẽ nói với cô được với cô nhiều hơn, hiểu chưa? Con nói trôi chảy hơn, con nói được nhiều hơn thì có phải ấy không? Học xong tắt cái này đi. Hậu quả của